kiến thức, kinh nghiệm. Hồi đầu á, mình rất là khó chịu. 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi. Channel và chúng mình là Đi Đâu Đó. Ngày hôm nay thì bọn mình đang có mặt tại cửa hàng Monte Cristi Bespoke tại số 109 Hàng Bông với cả một nhân vật đặc biệt là Big Violet Daddy ở đây ạ. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của S Channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi S Channel và hôm nay mời các bạn đến với tệ xá Monte Cristi Bespoke. Mọi người cứ thoải mái tham quan, ngắm nghía mọi thứ nhé. Em thấy có cả một bộ sưu tập mũ Panama siêu khủng ở đây rồi. Đúng rồi, đây có rất là nhiều các loại mũ khác nhau và các kiểu dáng khác nhau. Đây là mũ đan thủ công ở vùng Monte Cristi, Ecuador. Mắc không? Là đây là niềm đam mê của anh Đông đúng không ạ? Đây là một trong số những niềm đam mê cơ. Mình mê nhiều lắm, đặc biệt là mê các bạn... xin lỗi. một cái mũ này thì giá khởi điểm đi, giá trung bình khó nói ạ. Giá khởi điểm thì là 14 triệu trên một cái nón. Có 14 triệu. Một con đắt nhất thì hiện tại đó là con đắt nhất trên thế giới luôn. Đó là 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi. Em đang tò mò là không biết có chiếc đấy ở đây không nhỉ anh ạ? Hiện tại là có chiếc đấy ở đây ạ. Có luôn. Thế thì anh phải cho bọn em xem rồi. Giữa một cái 14 triệu và một cái 3 tỷ rưỡi thì nó khác nhau ở cái gì? Điều gì tặng? Một con khác biệt lớn nhất là một con 14 triệu với con 3 tỷ rưỡi, đơn giản lắm. Đây này, đây là con mối đan đúng không? Đây là 11, 12 mối đan trục tinh thì nhìn trông rất là rõ các mối đan. Rõ mối đan. Thì một con mịn hơn cũng là 13, 14 trên một inch, mối đan trên một inch á là khoảng tầm 2,54 cm thì nó sẽ mịn hơn chút xíu. Đây là 11 12, đây 13 14, nó mịn hơn. Mới đây mới chỉ 11 12, nhưng mà tưởng tượng đi, cái con đắt nhất thế giới hiện tại bây giờ nó là 59 mối đan trên một inch, tức là tương đương giống như vải á, nhưng mà toàn bằng mắt người, thậm chí là mắt thường không nhìn thấy cái mối đan, bắt buộc phải soi bằng kính lúp mới thấy được mối đan. Biến xếp em. Wow. Được đấy. Ở đây này, không, anh Huy đây này. Rồi, ok, đi anh. Trên này thì... Em dự đoán là nó khoảng tầm 300 đến 500 triệu đúng không ạ? Không, cái này thì 168 triệu thôi. Mới chỉ thôi. Nhưng mà nhiều người thường nghĩ này, cầm một chiếc 168 triệu trên tay đúng không? Dạng cầm như có vẻ như là muốn nâng niu nó đúng không? Nhưng không. Không, rất thoải mái luôn. Đừng có sợ, tại vì chiếc nón này rất là dai. Một chiếc nón xịn á, đơn giản này, mọi người nhìn cái mối đan không? Mối đan mà giống kiểu rổ giá nhà mình á, sẽ là so le. Còn cái nón xịn này gọi là đan xương cá. Nó rất là rích rắc. Và nó không thể nào bung hỏng được. Và đặc biệt á, là trên một chiếc nón này sẽ không có một sợi chỉ này. Nghĩa là theo em hiểu thì là càng những cái mối đan càng nhỏ thì nó càng mềm hơn đúng không anh? Đúng rồi, càng mềm hơn và càng dai hơn nhé. Chứ không phải là đắt tiền hơn mà phải sợ hỏng đâu. Nên là nếu mình càng khó hỏng thì không sao. Ủa, mình nhịn lâu lắm vậy đi nhé. Như thế nhưng mà cái này nó form nó cứng hơn một chút. Và vẫn ok. Đây. Để trong một chiếc valiza. Đây mọi người coi. Và đây đương nhiên ở đây sẽ có một certificate. Chiếc nón này á là chỉ một người duy nhất thế giới đan được. Đây là của Simon Espino. Người hiện đại giữ kỷ lục Guinness thế giới về đan nón. Và chỉ duy nhất trên thế giới là một người có thể đan đến nón này thôi. Hiện tại chưa có người thứ hai. Nếu mà có người thứ hai đan được thì người ta sẽ có cái tên trên bảng vàng ngay. Đây, mọi người nhìn cái nón này. Mọi người hiện tại bây giờ chỉ nhìn thấy cái vân ẩn của nó đúng không? Làm sao nhìn thấy mối đan? Mọi người đúng người rồi, nhìn em chỉ nhìn thấy vân thôi, đúng không? Mình nhìn thấy những không cái vân nhìn thấy mối đan đúng không? Thế hiện nay ở Việt Nam thì đã có ai ngoài anh sở hữu chiếc mũ này chưa? Từ năm 2011 đến giờ thì mới làm ra được 2 chiếc. Wow. Tại sao đan một cái nón này nó tỷ lệ rủi ro rất là cao. Mọi người tưởng tượng là độ mịn cao thì cái sợi của cái cói này rất là mịn, rất là nhỏ. Ví dụ như đan đến 10 tháng tháng 10, một ngày đẹp trời sáng dậy ngủ chưa rửa mặt, giật tay hơi mạnh, đứt sợi cói, đan lại từ đầu. Mọi người tưởng tượng cái cảnh đó không? 3 tỷ rưỡi lên đầu của các anh em. Cảm giác tự dưng đẹp trai hơn anh vài lần đấy nhá. Đẹp trai hơn thật, cái đội nón này là bao tôi đẹp trai à. Thực ra là có tình yêu nó xuất phát từ rất là lâu rồi.
nó giống như kiểu nó ở trong phim ảnh, rồi xem các diễn viên đội cái nón đó, hay là phim Viễn Tây, hay là phim Indiana Jones hay đội mấy cái nón kiểu như này. Thì từ nhỏ đã có cái ý thích là đội mấy cái nón rồi. Nhưng mà đến lúc mà, từ lúc mà mình đi sang du học bên Pháp ở đâu đó khoảng 2008 thì bắt đầu mua những cái nón kiểu như này. Nhưng mà thực ra lúc đó cũng chưa biết là nón đều đâu. Cũng là có thương hiệu đấy, nhưng mà mua chỉ đội gọi là kiểu đúng kiểu thời trang. Và khi mà chơi xì gà, chơi gọi là professional, đến mức mà thân với lại chủ hãng xì gà của, nghĩa là chủ hãng xì gà thuộc loại lớn nhất thế giới, đó là hãng Arturo Fuente. Chủ hãng tên là Carlito Fuente, là bạn chung bạn Facebook với mình luôn và rất là chơi rất là thân. Thì anh Carlito một lần là, nghĩa là hay có gọi là video room chơi với nhau, xong rồi để mà gọi nhau á, và cũng public cho mọi người, xong ngồi nói chuyện. Thì tự nhiên ngày nào vậy, anh ơi, cái nón của anh đang đội là cái gì sao đẹp thế? Tao cũng tìm cái nón này rất là lâu rồi, nhưng mà tại sao tao thấy cái nón mình đội đẹp thế? Hay là thanh niên Carlito, chủ hãng Arturo Fuente, chứ cái nón tao đội là Montecristi. Rồi sau đó đến cái nón này nổi tiếng nhất vào năm 1902, Roosevelt, thủ tướng, tổng thống của Mỹ, tới kênh đào Panama và đội cái nón đó ở kênh đào Panama. Thì lúc đó mọi người toàn thế giới gọi nó là Panama Hat. Thế là giới thiệu cửa hãng và mình mua hai cái nón về. Sau đó mình cũng mua thêm chục cái nữa. Về lần này hí hửng lắm, đội được khoảng tầm đâu đó một tuần cũng bị giật hết. Và mình kêu, ủa, tại sao người Việt Nam mình có thể ưa thích cái nón này như vậy? Thế là mình liên hệ sang kia chứ, ê bây giờ cho tao làm độc quyền để châu Á đi. Thì thanh niên nó kêu gật đầu ứ. Tại vì tụi tao cũng cần bán thêm sản lượng, và tao muốn giới thiệu cái nón này ra toàn thế giới, tại vì cái nón này dần dần đó, đang bị trôi về quên lãng. Đây là một trong những cái búc vải. Cái này gọi là búc vải. Thì đây là những cái mẫu mà cái hãng vải cung cấp cho các nhà may để mà có thể giới thiệu cho khách hàng các loại vải khác nhau. Thì cái phiên bản này là phiên bản gọi là Symphony, nó là Gun Lilan Brand. Tại sao gọi là Gun Lilan? Thì đây là một công nghệ dệt mới, nó xuất hiện vào thời kỳ hiện đại sau này. Thì Gun Lilan nó bao gồm Gun là lông cừu kết hợp với lại Lilan tức là lanh. Thì Lilan nó sẽ rất là nhăn, nhưng mà được cái là tiếp xúc với da rất là dễ chịu và thoải mái và thoáng mát. Còn Gun thì khác, Gun là đông thì ấm, hè thì mát. Nhớ được là mình đang có khoảng bao nhiêu bộ ở trong cái tủ đồ của mình không? Ngày xưa mình đã may 70 bộ năm rồi, gọi là ngày xưa thực ra mới khoảng tầm 2 năm trước thôi. Thì hiện tại bây giờ trong tủ đồ của mình đâu có còn khoảng hơn 100 bộ. Ở trong đó là lúc trước là mới gọi là donate, là tặng cho lại các bạn coi kênh của mình khoảng tầm 60 bộ. Và bây giờ mới thu gọn ra khoảng tầm 20 bộ nữa để chuẩn bị tặng nữa. Thì bây giờ hiện tại còn số mà mình có thể mặc anh Huy kìa là 100 bộ. 100 bộ, ôi trời ơi. Em nghe em thấy anh bảo là bạn nào mặc vừa là được tặng free đúng không anh? Đúng rồi, vừa tặng free mà. Mình không có bán lại tại vì nhiều khi sao ta mình bán lại giống kiểu như thương mại quá. Ví dụ như là nhiều bạn trẻ bây giờ muốn một bộ để đi phỏng vấn hay đi học, nhiều khi không có, hoặc là đi công việc không có, thì mình sẽ tặng lại. Có lần trước có tặng nhiều bạn để làm đám cưới cơ. Tại sao mình không tặng để cho những cho bạn ấy làm đám cưới? Tại vì nhiều khi chi phí của bạn đám cưới của bạn rất nhiều chi phí khác rồi. Thì có thể chi phí cô dâu là quan trọng nhất này. Còn chú rể nhiều khi đi thuê hoặc tình toàn chút xíu. Cho nên bây giờ mình tặng lại cho bạn một cái điều hết sức ý nghĩa, và mình rất là trân trọng và cực kỳ cảm ơn các bạn đã nhận lấy bộ đồ của mình. Khái niệm âu phục nó có chia là classic này, rồi dòng bespoke, rồi với cả customize, thì anh có thể chia sẻ thêm cho em về sự khác nhau giữa các cái khái niệm về âu phục như thế được không ạ? Thì một cái mức cao hơn của máy đo đó là may cho từng chi tiết cho từng người thì gọi là bespoke. Đó, còn sau này nữa khi mà bespoke nó không còn được ưa chuộng nữa, bởi vì sự xuất hiện của hàng và ready to wear, tức là hàng may sẵn. Thì bắt đầu nó bị dần dần thay thế, mọi người muốn mặc đồ ready to wear là mới có tiện, nó không tốn thời gian. Rồi còn sau này nữa thì cái phong trào bespoke nó trở lại, tại vì họ muốn cái gì đó chuẩn chỉnh hơn thì bắt đầu bespoke lại phát triển lại. Ví dụ may một bộ bespoke thì anh mất khoảng bao lâu? Để một bộ bespoke đẹp thì yêu cầu khoảng tầm từ 14 ngày cho đến 21 ngày, tức là từ 2 đến 3 tuần đối với lại bên mình thôi. Còn những cái, dụ như là nhiều cái cửa hàng mà bên nước ngoài á,
do cái điều kiện về nhân công họ không có nhiều. Thì họ yêu cầu thậm chí là được 3 tháng đến 5 tháng. Em thấy các bạn hay tò mò là phong cách của anh ấy, nghĩa là em thấy là anh có chia sẻ anh có cái phong cách riêng, có một cái tên gì đấy mà nó khá dài em không nhớ được thì anh phong cách của anh thường gọi là phong cách Sperratura. Phong cách Sperratura tại vì anh cũng là một người theo phong cách classic, phong cách gọi sartorial. Thì cái sartorial classic là gọi là kính về classic menswear, là cái âu phục trung thôi. Sartorial đó là một cái phong cách sống luôn ở trong cái classic, nhưng mà còn Sperratura nó còn chơi bời trong chơi bời để mà tạo phong cách ăn chơi hơn. Thì từ Sperratura nó dịch ra đúng theo cái tiếng Ý ấy, nó là sự hỗn loạn có quy tắc. Nghĩa là sự vô tình nhưng mà có sắp đặt. Ví dụ như anh mặc bộ trang phục vụ cao sơ mi này màu vàng, mọi người sẽ là tông đất. Một cái áo màu be này cũng tông đất, nó có một sọc đỏ. Sọc đỏ này tượng trưng cho sự quyền lực, nghĩa là trầm nhưng mà có sự mạnh mẽ, sự cá tính trong đó. Cái khuyết này cũng trùng với các đường chỉ và đường sọc, và đường đột chỉ này của thủ công này cũng là màu đỏ. Đây là sự có sắp đặt. Đó gọi là Sperratura. Những cái kiến thức này của anh ấy thì là anh phải mất, là kiểu anh học trong bao lâu, hay là kiểu vừa trong quá trình làm nghề là kiểu nó tự tích lũy rồi? Thực ra mọi người có rất nhiều bạn á về dành về lý thuyết về âu phục tại Việt Nam. Vâng, cái đấy thì nhiều lắm, tìm rất nhiều người giỏi, rất nhiều người có tiếng, rất nhiều người ăn mặc đẹp. Nhưng mà tại sao mình lại trở nên viral trên tất cả mọi phương tiện thông tin như vậy? Thì đơn giản một điều như này, đó là kiến thức, kinh nghiệm và căn bản là đấy, cái câu slogan của mình á, 70 bộ suit một năm. Tại sao lại 70 bộ suit một năm? Tại vì chính cái chuyện mà mình đi may á, cho mình cảm nhận cá nhân của mình, thì cái đó tạo cho mình cái thông tin. Tại vì mình muốn may á, không phải là anh ơi vứt ra may đi, không có. Phải tìm hiểu là hôm nay tôi sẽ may cái gì, mục đích tôi may nó là gì, tôi sẽ may theo phong cách nào. Mà muốn may theo phong cách nào tôi phải tìm cái túi này này, túi đắp ngoài này, là nó sẽ đường cong này, nó cong bao nhiêu độ chẳng hạn, và nó cong từ đâu đến đâu, nó sắp xếp ở vị trí nào. Thì khi mà tìm hiểu như thế, bất ngờ cái kiến thức nó nạp vào mình. Để ở đây mình có một chiếc áo đâu đó khoảng tầm 150 triệu thôi. Vải một cái thương hiệu thậm chí còn xịn hơn thương hiệu này, đó là của Lopina, đỉnh cao của thế giới, một trong Big Four của tất cả hãng sản xuất vải thế giới. Nó sao cảm nhận chưa? Thấy bệ mịn không? Thấy cả cả lót bên trong cho đến cái sợi vải. Tại vì muốn nó nhẹ thì bắt buộc phải làm bằng lông bầm ngựa. Mặc vào cảm giác lớp lót chạm vào da phê. Mà mát đúng không? Mát phê. Ui. Thực ra là bộ này mình định quay để lên trên top đấy, nhưng mà cuối cùng là cũng chưa quay và mọi người đã quay rồi. bỏ qua hết mọi những vấn đề về một người nào đấy, anh thử nhận xét là phong cách của anh ấy có đẹp không? Phong cách của anh ấy á? Bỏ qua hết mọi các vấn đề khác, anh nhận xét một cách công tâm thôi. Một công tâm á là những bộ trang phục đó là đẹp và đến rất đẹp. Ví dụ như mình có thấy vụ như là một cái bộ đồ mà bị các bạn dân mạng tấn công rất là nhiều, đó là một bộ sheer sucker. Hình như là của một hãng lớn. Là thấy hơi nhăn á. Nó gọi là vải sheer sucker. Bộ đó hình như màu trắng xanh. Thì bộ đó đối với mình rất là đẹp. Và rất nhiều cái bộ từ Tom Ford hay là cả nhiều bộ khác cũng rất là đẹp. Nhưng mà đẹp ở đây á, gọi là đẹp ở mức an toàn, chưa có sự bứt phá lên. Tại vì thời trang không hiểu sự an toàn, thời trang là có sự khác biệt. Chắc chắn là không xấu, chắc chắn là có đẹp. Vâng, đấy, ok ạ. Rất là công tâm đấy. Rất là công tâm. Mình luôn thẳng. Chưa giờ mình sợ ai cả, đánh giá là không có ngán được ai cả. Tên của anh là Big Pilot Daddy. Thì mọi người cũng có theo dõi, cũng có biết được ngày xưa là anh từng làm phi công. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì cái công chuyện nào đưa một chàng phi công đến một cái ông chủ của một tiệm bay như này? Có một chàng phi công đẹp trai tên là Trần Hải Đông, bay cho hãng Vietnam Airlines, Airbus 350.
Là một trong những người đầu tiên trên thế giới để bay Airbus 350. Thì lúc đó là bay Airbus 350 xong rồi trở thành giáo viên trung tâm huấn luyện bay FTC. Thì là mình cũng chuyển sang, không tiện nhắc tên, nhưng mà chuyển sang giám đốc khai thác của hãng hàng không khác. Rồi sau đó nữa thì mình lại có một offer khác của một người anh em cũng tương đối gọi là nhiều tiền. Offer là hay là lập hãng không hàng không mới. Thì mình đứng riêng một hãng không? Lập riêng hãng không mới thì mình cũng đi theo và mình lập riêng một hãng hàng không tên là Em Việt Airlines, chuyên về private jet. Như ông trời đã định, đùng một phát dịch bệnh xảy ra và dự án bị hủy bỏ. Không phải hủy bỏ mà tất cả nhà đầu tư rút. Mình cũng chán nản, stress, rồi coi như là thứ nhất là đã nghỉ hãng chính là Vietnam Airlines, nghỉ là vẫn khai thác của một hãng khác nữa, rồi chuyển ra lập ra một hãng không riêng, bỏ tiền ra rất nhiều, xong rồi cuối cùng là không thành công. Thì mình muốn chuyển hướng sang làm việc kinh doanh. Thì lúc đó thì sau khi mà lấy lại được tinh thần này thì mình thấy bây giờ mình đang mặc may ao phục, hồi đó may rất là nhiều, may thậm chí một tuần may 10 bộ luôn. Ở cái lúc mà cảm giác là muốn mặc là nhiều, tại vì stress không biết làm gì luôn. Thì nó cũng kiểu bây giờ mình tự nhiên mình yêu cái này, và bây giờ mình cảm giác là cái định hướng của thời trang Việt Nam hay là cao cấp nó có một hướng đi hơi chạch, và từ đó mình bắt đầu mình nảy ra ý định làm về thời trang. Một trong những comment em đọc được rất nhiều ở trên TikTok của anh là trông anh giống vua Bảo Đại. Anh đầu tiên là về cái cảm xúc của mình khi nhận được cái lời nhận xét như thế. Thật sự là hồi đầu mệt mỏi luôn á, mà cái comment nó nhiều mức mà nhìn muốn chán luôn. Thực ra là mình hồi đầu á mình rất là khó chịu. Mình rất là khó chịu về mọi người ạ. Có hai luồng comment. Một là comment giống vua Bảo Đại, hai là comment giống Hồng Kim Bảng. Có thể đối với nhiều người, người ta cảm thấy thích giống người nổi tiếng là rất hay ho. Còn đối một người dạng cảo cái tự tôn rất là cao, cá tính không muốn giống thằng nào cả, cho nên nhiều khi nó hơi khó chịu. Nhưng mà sau này cũng nghĩ lại kiểu thôi thì giống thì giống có sao đâu, chỉ là mọi người cảm thấy giống chứ mình không thấy giống. Nếu có giống thì một số góc chụp của mình á, mình thấy giống Hồng Kim Bảng, hơi giống một chút xíu nếu một số góc chụp. Thế còn Bảo Đại thì không hề giống tí này. Tất cả mọi mắt mũi miệng hay là cơ thể chỉ có một cái thứ giống duy nhất là cùng chơi phong cách classic hết. Đó thì cũng cảm ơn anh vì đã cùng bọn em chia sẻ ngày hôm nay, chia sẻ với các bạn khán giả một bầu trời kiến thức luôn. Nhiều kiến thức. Chắc chắn là các bạn khán giả nào mà yêu thích cái phong cách gentle đấy của anh Đông thì sẽ hiểu thêm. Và nếu như mà có dịp thì anh Đông, em nghĩ là bọn em có thể gọi là kết hợp nào đấy, nếu mà anh có một cái buổi offline đấy thì bọn em nghĩ là chắc chắn chắc chắn mình rất là muốn kết hợp với lại tuyệt vời này. Biết đâu sau đấy có dịp thì mình vào Sài Gòn mình qua thăm cửa hàng của anh ấy. Đúng rồi, cửa hàng anh có nhiều cái hay ho mà. Trong kia có cửa hàng chính của anh. Trong cửa hàng chính cũng rất nhiều cái hay ho lắm. Chắc chắn là mình sẽ vào thăm anh ý trong một ngày gần nhất thôi. Ok. Chào. Cảm ơn các bạn. Xin chào mọi người. Bye bye.